Sao tự dưng lại có một bác lại cúng này? À, ông đây rồi. Nhà ông hôm nay là đang làm cái gì đấy chú nhà ông ấy? Cúng Cúng á? Nhưng mà cúng về cái gì không? như cũng mà đất À. Hôm nay cháu thầy xuống thì thấy là có một bác gia hộ ông đấy thì làm về cái gì không? Ông có thể nói qua một chút cho các bác hiểu được không? không, đây phong trung đấy là đã cái nền nhà mới để À. làm và chính nó là ba cái chén làm lên xong thì đất lên nó chắc hơn, À, coi không như sao là đâu, không có gì đâu. à. Kết thúc cái công việc là cúng xong rồi các bác. Thấy là bác đang làm cái công đoạn là cuối cùng. Vợ của chú Toán thì vừa rồi chú có nói gì không ấy, bỏ đi về con cơm ấy. Có gì để nói nữa này. Không là giận dối là đi về ấy. Ông thì nếu mà tửu lượng của ông thì được tầm bao nhiêu chén ông? 5-6 chén rồi à? 5-6 chén liệu có ít của ông không? Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống nhà của hai ông cháu để mà cập nhật cái tiến độ làm nhà hai ông cháu là đi tới bước đoạn nào rồi và hoàn thiện thêm là những cái công trình nào rồi, hoàn thiện thêm những cái góc nào rồi để mà chia sẻ lên cho tất cả các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ở trên kênh Bản Em cùng biết. Hôm nay thì cháu Lực là xuống cũng khá là muộn các bác. Bây giờ thì đâu đó là tầm độ là hơn 5 giờ một chút rồi. Đấy, buổi sáng hôm nay thì cháu Lực có đi một chút công việc của cháu Lực thì chưa thể xong nhưng chưa thể xong đấy nhưng thành ra là cháu Lực xuống nhà hai ông cháu là muộn hơn. Này còn là bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi vào nhà của hai ông cháu để xem là mấy anh em thợ đang hoàn thiện thêm những công việc nào và xem là ông hôm nay là ở nhà là làm cái công việc gì các bác nhé. Ở đằng sau nhà của hai ông cháu thì phần tản ly này các bác này thì cũng đâu đó là cách xa nhà đâu tầm độ là hơn hơn 1 mét một chút thôi các bác, hơn 1 mét thôi. Ở phía trước mặt các bác thì những cái chỗ này thì thời gian vừa rồi các bác này mưa quá nên ra là bị sạt khá là nhiều. Ở đây thì hiện tại là không có cái phần kinh phí nữa cho nên là sau này nếu mà hoàn thiện đấy thì ông sẽ tự đi lấy đá về kè hết cái phần xung quanh nhà ra đến tận bên kia thì cái công việc đấy thì sẽ để cho ông tự làm nếu như mà cháu Lực còn được cô bác yêu quý và được Mạnh Thường Quân là có duyên với lại ông thì cháu Lực tiếp tục là xuống cập nhật hoàn thiện cho tất cả các bác và như những hoàn cảnh khác thôi cô bác. Sau khi mà hoàn thiện xong ấy, thì cháu Lực bàn giao căn nhà và công khai tài chính mọi cái nữa thì cháu Lực sẽ hầu như là ít xuống hơn một chút. Đấy, lâu lâu chỉ có đi xuống là xem là về cái hoàn cảnh sau khi Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì sẽ như thế nào. Đấy, nhưng mà đối với lại ông thì đến thời điểm hiện tại có một cái ngôi nhà che nắng che mưa, một ngôi nhà mà ổn định về cái cuộc sống buổi đêm không phải lo nghĩ về những cái trận mưa, trận gió, trận báo. Nếu cô bác ạ giấc ngủ của hai ông cháu thì sẽ được ổn định hơn, không phải trong lúc nào cũng nằm trong cái sự mà lo sợ cô bác ạ. Thì bây giờ thì đi xuống nhà để xem là mấy anh em thợ là làm công việc gì cô bác. Vừa ra đến đây thì nghe là mấy anh em thợ là đang nói chuyện rồi. Ôi giờ này thì không biết là nhà ông đang làm công việc gì đâu bác. Sao tự dưng lại có một bác lại cúng này?
À, ông đây rồi. Ông lên đây thì cho Lực sẽ hỏi ông một chút đã. Là những công việc mà đang cúng như này thì cho Lực cũng không, cho Lực sẽ nói nhỏ thôi cô bác, vì rất là mong là các bác sẽ tăng những cái nút âm lượng các bác lớn hơn chút để mà nghe được. Không biết là đây là cúng cái gì đấy cô bác. Ông thì hiện tại là đang đi vào phía bên kia, không biết là ông ra bên kia để làm gì đây. Đây thì chắc là có vẻ như là ông công chuẩn bị là nấu cơm rồi quá. Ông này đây chắc là chuẩn bị nấu cơm rồi các bác này. Nay thì không biết là chắc là mấy anh em thợ là cũng ăn cơm cùng hay sao ấy. Mấy hôm nay đi xuống nhà ông thì hay ông hay bắt cá chép ruộng nhiều các bác ạ. Trước kia ông có cũng có bắt được, cũng có đi mua ấy, mua về xong là thả đấy. Hôm qua thì cháu Lực cũng là mua của ông đi là 140.000. Nồi thì không biết là nồi gì đây. Ui. Đây là cá này các bác này. Cái này thì là không biết là ông đã mổ xong chưa. Đi xuống để xem là sao nhà ông lại cúng thế cô bác. Vào hỏi là mấy anh em thợ đã không ạ? Ôi, chào chú Toán nhá. Vâng. Ôi, chú đang hoàn thiện thêm bàn thái à chú? Vâng. Nhà ông hôm nay là đang làm cái gì đấy chú, nhà ông ấy? Cúng. Cúng á? Nhưng mà cúng về cái gì không? Cúng... nhà đất. À. Nhưng mà cái này là như kiểu lễ ra là từ hôm mình đổi phù nó phải cúng không? Thế là cái này là coi như là mình cúng thần, gọi là thần thần gì ấy chú? Chú biết không? Thần núi hay là thần rừng gì đấy? Đây, nó thần này là quản lý đất này. Nếu mà đúng ra là trước kia là mình đào cái phần nền nhà là mình nên làm cái đấy rồi đúng không? Đúng rồi. Thế là đến trước là ông chưa làm được à? Trước ông chưa làm. Lúc làm ông chưa làm, lúc đào thì ông vẫn chưa làm. Cái này thì tại vì là cháu Lực cũng không có biết cô bác ạ. Nếu mà biết thì bảo với ông là làm từ lâu rồi. Nhưng mà bây giờ đến gần hoàn thiện nhà thì ông mới làm. Theo như là chú Toán có nói rằng là cũng để mà mình ở chỗ này thì cô bác này gặp nhiều điều may mắn, như là cho nó cũng biết là sơ qua về thế. Ra đây thì anh Phòng này không biết là đang công đoạn nào đây. Ôi, chào anh Phòng nhá. Vâng, chào em nhá. Đây này thì lên cao đây anh nhỉ. Đây, ở đây thì các bác nhìn là hiện tại là hơi dính xi một chút cô bác nha. Đừng ở đây là đang vừa mới ốp vào cho nên là cũng không dám động là sợ một tí nó rơi. Một tí là khi mà mấy anh em thợ hoàn thiện, mấy anh em thợ sẽ lau là sạch sẽ như làm ở những cái góc khác này. Lau xong sao gương được ấy nhỉ?
Nhưng mà cái gạch trắng này để mà xoay gương thì chưa được mấy nhỉ? Cũng được đấy, màu sáng rồi. Gạch trắng này chưa xoay gương được mấy đâu các bác. Ở đây thì sẽ có thêm là một viền màu đen này các bác nhé. Đấy, viền màu đen là coi như là chạy quanh và trên này thêm trên kia lại có nữa. Nhà vệ sinh thì chắc mai 2 ngày nữa xong chưa anh? Mai nữa xong à? Hết xì keo rồi, đi đâu rồi nhỉ? Hết xì keo rồi, ở tại chỗ thôi. Vừa mới ra đến đây thì anh mới bảo hết xì keo. Không nào đi, không nào. Vậy ở đây thì là thấy là anh em thợ là hoàn thiện là ốp cái phần ở trên này xong thì mới hoàn thiện là ốp cái phần bên dưới này cô bác này. Bởi vì là nếu mà mình ốp cái phần dưới này xong thì ốp phần trên thì khi mà mình ốp phần trên ấy, cái xì của nó rơi xuống đây nhiều quá. Lâu dọn thì nó cũng nhiều hơn đấy. Hầu như là những cái chỗ này là mấy anh em thợ cắt là rất là khít gạch luôn. Đấy, để mai mình còn mua cái mai là mình chắt thêm xi trắng nhỉ? Xi mạch à? Lại vào trong phòng thì hiện tại là khá là tối rồi các bác ạ. Những cái bước mà cuối cùng này các bác này phải đo đạc là phải nó chuẩn từng tí một đấy. Này mà đo thiếu bằng cắt gạch một chút là dở đấy chú nhở. Hỏng một viên gạch luôn đấy. Đấy, mặt trên này thì ốp xong hết rồi các bác này. Đấy, lâu dọn cái là bóng loáng rồi. Giờ thì mới gặp ông này các bác này. Vậy ông gửi một lời chào tới các bác nào. Chào các em các chị nhá. Hôm nay cháu thầy xuống thì thấy là có một bác ra hộ ông đấy thì làm về cái gì ông? Ông có thể nói qua một chút cho các bác hiểu được không? Không, đây phong chung đấy mà là cái nền nhà mới để làm. Và chén nó là ba cái chén, làm lên xong thì đứt lên nó chắc hơn. Coi như là thôi, không có gì đâu. Đấy là mình gọi là cũng như là cầu may mắn đúng không? Đấy, cứ tưởng là xuống nhà ông là thấy đang làm cái gì các bác, nhưng mà theo ông như nói với lại chủ toán chia sẻ đấy đang nghe là làm từ lâu rồi. Mà ông bảo làm xong ông mới làm. Phải làm nhà xong ông mới làm á? Làm trước xong mới làm. Sắp xong. Làm trước thì dưới này chứ làm xong thì nó không kết quả mấy. Thế là ông đợi làm nhà gần xong thì mới có làm xong mới có kết quả đúng không? Vâng, đây bây giờ làm gần xong rồi. Nhưng mà cái này mình làm thì mình có phải mổ con gì không? Con gà. Mổ con gà. Một con gà thôi. Ông cứ hút thuốc đi ông. Ông thì thấy là cháu được không ghi hình thì thành ra là ngại hơi ngại hút thuốc. Cái này là nó này là đối với lại là ông thì nó là một thói quen rồi cô bác. Bây giờ thì mà để mà bỏ thì nó rất là khó. Một tí là về là thèm thuốc lào. Vâng, này cháu thử ra bên này sẽ một chút nữa cô bác. Bác thì có vẻ như là cháu được ghi hình vào đấy các bác, thành ra là bác hơi ngại một chút. Đấy, nhưng mà thấy là ông làm cái này là gọi là cầu cái điều gì may mắn, đất đai cho nó chắc thôi.
để cho ông ra kia làm những công việc của ông á, cho được xe ra bên này là xem là mấy anh em đội thợ công việc là làm. Ôi anh Phong là cũng bắn thuốc lào ghê đấy nhở, bắn liên tội ấy nhở anh nhở. Phê ấy nhở anh nhở, hút thuốc lào ấy. Đây một cái khung cảnh mà tầm độ 5 đến 6 giờ rất là yên tĩnh các bác, chỉ nghe được những cái tiếng ve kêu thôi. Còn ra tận bên kia thì chỉ có nghe thấy những cái nhà hàng xóm, tiếng chó sủa. Có vẻ là bây giờ đang hơi bận rộn đấy nhỉ. Đấy, hôm nay thì không có cầm theo là đèn pin mất rồi các bác, thành ra là nó hình ảnh nó sẽ hơi tối một chút của bác nhé. Cái bàn thái cho được sẽ lựa chọn là cái gạch nhé. Cái màu gạch này hết lâu dài mày. Này cô ấy đang trộn xi keo này, hầu như là phụ vớ như này thì chỉ có cô với lại là chị là làm thôi các bác. Còn chú Toán với lại là anh Phòng là chuyên gia là đi vào xay này, ốp này. Đa chức năng đúng không? Đa chức năng. Đa chức năng à? Đa phải luôn. Đúng rồi. Này có vẻ như là ở dưới kia thì là vợ chồng của chú là khác làm một góc, còn ra bên này là vợ chồng của anh Phòng là khác làm một góc của bác. Hầu như là những cái video nào mà các bác nhìn thấy lên là ít khi ấy ai nói thế không phải đấy nhá. Ai sợ rằng là đêm nay là về lại ngủ không ngon đấy nhỉ. Làm lạch sóng gái. Cái này sau này chỗ này mình có phải cắt không anh? Có chứ. Có vẫn cắt à? Vẫn phải cắt mà. Bây giờ để thấp quá sau này có biết nó ở chỗ đâu. Đi đâu quá. Cái này sau gắn, này sau gắn cái này nhiều đấy anh. Mày cái đúng rồi. Làm khít quá không môi được nhỉ. Cái vòi ở phía bên kia này các bác, cái vòi ở phía bên kia là cái vòi mà dùng để giặt áo này, nếu mà ông giặt ở trong ấy. Ra phía bên này thì chị là lau theo phòng luôn. Một tí nữa khi mà hoàn nhìn sau lau xong các bác sẽ nhìn thấy là nó bóng loáng hơn. Dây điện của chú ở đây có bị hở tí nào không đấy? Không hở đâu. Không à, tí là ở đây cứ cười đi. Chỗ này thì mình vẫn phải cắt gạch để ốp thêm một chút chú nhỉ? Vâng. Nó mới nó không vừa tới được. Ra bên này thì sáng hơn đúng không? Ra bên này. Sắp cao hơn người rồi anh nhỉ? Làm thêm một vạch thì đến tận đây rồi đây. Cái ốp này là chắc chắn là sẽ đến tận cái chớ ấy, cái phần cái dây điện chạy qua thì có bác. Thêm một viên đang nghỉ, hết show này cũng nghỉ anh. Nghỉ thôi. Trời, bên ngoài thì cũng khá là tối rồi các bác. Bây giờ thì còn dùng máy quay ghi hình thì ra là nó hơi còn hơi sáng đấy các bác, chứ không là nhìn là tối lắm rồi.
Chú Toán thì có vẻ như viên gạch này đang gặp chút khó khăn rồi. Cân chỉnh khó đấy chú nhỉ, những cái viên này. Thì không cân chỉnh thì nó sẽ không có được độ là bằng phẳng. Xong thì hết viên này nữa thì là cũng là đến giờ nghỉ rồi các bác ạ. Tối nay là ăn cơm ở đây hết luôn chưa anh? Vợ của chú Toán thì về nhà chăn lợn cho nên là nghỉ về trước một chút các bác ạ. Thế là bây giờ là có mỗi là vợ chồng chú ở nhà thôi à? Con đi ở trong trường hết hả chú? Vâng. Thế là một tuần là mới về một lần đấy nhỉ chú nhỉ? Đấy, chị lau xong thì nhìn là bóng bẩy luôn này các bác này. Làm mà tới đâu thì gọi là làm sạch là tới đấy luôn. Ủa chị có vẻ là toát hết mồ hôi đấy nhỉ? Trong này thì có vẻ phòng cũng không có kín mấy đâu các bác nhá. Nhưng mà đấy là áp lực quá hay sao ấy. Anh còn thấy sợ em sao, anh cũng tóc hết luôn. Đấy, có vẻ như là trong phòng này, phòng này thì là phòng, cái phòng này thì là 4m2 của bác, phòng này ấy. Đây nắng mà cái này nó cần sàng đấy. Rất là hợp với sàng. Đúng rồi. Hôm nay lão thầy về cứ đi đi đăng ký rồi. Biết là công việc của mấy anh em đội thợ thì chắc là cũng chuẩn bị kết thúc rồi anh Phòng nhỉ? Vâng. Lau lau dọn nốt ra chỗ này thôi cô bác. Rồi, có thể là trong lúc làm của bác nhé thì nó hơi dính một chút về cái phần xi này đấy, nhưng mà làm xong thì mấy anh em đội thợ là sau khi mà làm ấy thì không để là sáng mai thì mới dọn dẹp nữa, không là sáng mai dọn dẹp thì dùng cái bay để mà cậy đấy nhỉ anh nhỉ. Ở nhà vệ sinh thì là ốp là phía bên này là lên được là 2 hàng rồi, mai thì lên đây thêm 1 hàng nữa. Đấy. Đây nữa là nhà vệ sinh đẹp luôn nhỉ. Nhà vệ sinh này thì là bây giờ thật đang hơn là cái kia là 60 phân đây nhỉ? 60 phân giống như là 1m2, là 1m3 rồi. 1m3 rồi, mai lại ốp thêm 10 phân, 10 hàng gạch. 2m đúng không? Hoàn thiện đấy. Dạ, hoàn thiện là 2m không? Kia là 60 phân, 70 phân là đúng 2m nhỉ? Ốp gạch này. Ốp gạch là cái chiều cao nó sẽ là lên là 2m. Kia là đi ốp gạch đúng không? Nếu mi lái như thế nào? Nếu mi này cả nên nêu nêu mi à? Ui, hiện tại thì trời tối quá rồi cô bác này. Có vẻ như là các chú là làm xuyên đêm rồi. Ra bên ngoài thì trời khá là tối rồi đấy. May là phía bên này là còn một cái bóng đèn là năng lượng mặt trời của bác này, sáng này. Đấy. Nhà của ông thì có 2 cái bóng đèn năng lượng mặt trời của bác, có một cái bóng là ở ngoài, còn là có một cái bóng là ở trong. Vừa rồi thì ông thầy cúng, bác thầy cúng với các bác thì cũng đã đi ra bên trong nhà mới rồi. Đây thì có vẻ như là chắc phải là một liều hương đấy các bác. Thế là hương thì cũng gần tàn rồi. Đây gọi là như là cũng ông công, ông địa gì đấy cô bác. Cái bóng đèn này đến đêm cũng sáng nhiều phết đấy ông nhờ. Ông đi đâu ấy? Sạc điện à? Bên kia không có ổ điện nào không? Có. Điện lên đây rồi. À.
Này là bao lâu thì xong bác? Đấy. Vâng, ừ, 1 tiếng không? 30 phút. 30 phút rồi à? 30 phút vâng. Bác thầy cúng bảo là 30 phút là xong. 30 phút nữa thì chắc là cũng đi ra kia để nấu cơm ăn cơm. Cắm được không ông? Rút mấy quạt ra không? Giờ không nóng rút mấy quạt. Ơi cái đấy bóng đấy ông dừng rút nè, rút cái phích kia này. Đấy. Nhìn trong là bóng loáng luôn các bác. Số điện mẹ quyết à ông? Điện thoại của ông này rất là to này. 18 giờ rồi. Ông lưu như nào ấy? Ông lưu là mẹ quyết là lưu như nào ấy? Lưu là mẹ quyết à? Mẹ à đây mẹ quyết đây. Đây ông. Đây cháu gọi. Chủ toán thì đang nốt phía bên này đúng không bác? Không biết là các bác có nhìn thấy không? Hiện tại hơi tối ấy. Thấy một cái vảnh đỏ đỏ này. Có nhìn thấy không chú? Đây cháu lấy thử mượn cái đèn pin của ông đó. Mượn cái đèn pin của ông đó một tí là giả lại ông sau. Ôi trời tối à? Bây giờ anh mới biết trời tối à? Anh cứ tưởng mà sáng chứ. Tối nay có vẻ nghỉ muộn đây anh nhỉ? Ở đây là tại vì là hôm nay là nghỉ muộn hơn là phần vứa còn của bác ạ. Thành ra là phải viết, phải khi mà mình trộn vứa này làm đến đâu là phải là cho nó hết tới đấy, trộn đến đâu là hết tới đấy chứ không là mai là không làm được nữa. Toán thì còn đang giang giờ là phía bên này được các bác này. Rồi, có một tí nữa, có một tí bóng điện ra bên này thì mới sáng. Anh hộ em cắm sạc cho ông một tí. Đây xong rồi anh. Xong rồi. Đẹp lung linh nha anh à. Đấy, mai hoàn thiện nốt thêm là phần trên này nữa thì nhìn nó sẽ khác bọt của bác. Đúng là con người thì người ta bảo người đẹp vì lụa, còn nhà thì cũng là đẹp về thiết kế. Vừa rồi thì cháu được cùng là mấy anh em thợ là dọn dẹp qua một chút của bác ạ. Một tí thì có thể là sẽ đi vào đây để mà ăn cơm quá. Hiện tại thì cũng khá là muộn rồi. Bên ngoài thì các bác nhìn thấy đấy, hầu như là không nhìn thấy gì nữa rồi. Toàn một biển là màu đen như mực cả. Mấy anh em thợ thì hôm nay là cũng đã hoàn thiện là cái phần
bàn thái này cô bác, các bác nhìn thấy là phần mặt trên thì đã hoàn thiện rồi, còn là phần cái mặt bên dưới thôi, còn là nhà vệ sinh nữa thì mấy em cũng đã hoàn thiện được đâu đó là 50% rồi. Nó sẽ tầm độ là 2 tuần nữa cô bác, 2 tuần nữa thì sẽ đi vào và hoàn thiện ngôi nhà của hai ông cháu. Bây giờ thì Tuấn Lực cũng chắc là phải dừng ghi hình một chút đã cô bác, để mà đi lên trên xem là mấy anh em thợ là nó cơ mà như thế nào đã cô bác ạ. Thầy cũng khá là muộn, là bác thầy cũng là chưa có cũng xong đâu cô bác. Hiện tại thì công việc của mấy anh em thợ thì hôm nay thì đã kết thúc rồi cô bác ạ. Tối nay thì sẽ lại là ăn cơm với lại là đội thợ cùng với lại là ông cháu nữa. Ở bên kia thì có vẻ như là chị đang nấu cơm, có vẻ như là rất là nhiều khói cô bác ạ. Đấy, cháu Lực cũng đi cùng với lại phụ với lại là các chị với lại các anh nấu cơm, thì một tí nữa cháu Lực sẽ ghi hình sau cô bác nhé. Đấy, có vẻ như là kết thúc cái công việc là cúng xong rồi các bác. Thấy là bác đang làm cái công đoạn là cuối cùng. Đấy, món này là món canh đắng này các bác này, của này con cá vừa rồi. Ở bên này thì chú đang bác đang chặt thịt thịt gà rồi. Thịt gà này là ông tự nuôi của bác ạ. Bên này là canh rau, canh gì chú nhỉ? Canh của rau đố của bác ạ. Cái đại nó há lên phẳng chỗ chiều đúng. Đấy, bên này là ông là vẫn còn chưa làm xong cái công việc của ngày hôm nay của ông đúng không bác ạ? Đang thái một chút là rau lợn này. Rồi, từ từ cầm đèn pin ra một tí nào. Hôm nay có vẻ muộn hơn đấy ông nhỉ, hôm nay ấy. Cái này là ông băm cả sắn vào à? Máy thái rau lợn đâu nhỉ? Máy thái rau lợn thì nó băm nó nhỏ hơn, với lại là công việc nó nhanh hơn. Dưới này thì là nhà ông thì điện đó mọi cái thì cũng đã đầy đủ rồi. Đấy, ông nếu mà ông nuôi nhiều là vất vả hơn các bác, nhưng mà ông nuôi đến 1 đến 2 con thôi. Rồi ở bên kia là các bác lại thêm là các mấy anh em thợ thì đang cùng nhau để mà nấu cơm. Hôm nay thì sẽ ăn cơm là muộn hơn là một chút của bác. Hôm nay thì đi xuống nhà ông thì ông cũng có chia sẻ rằng là từ trước động thổ đây các bác là vẫn chưa có làm một cái lễ nào cả, đến hôm nay thì gần xong nhà rồi thì ông mới làm để cho mọi cái nó được may mắn và nó tốt hơn. Không biết là chắc là dưới xuôi các bác thì hầu như là cái hôm mà động thổ là chắc là làm từ hôm đấy rồi, nhưng mà ở đây thì ở trên cháu Lực thì lại ông thì lại nói là làm ở nhà gần xong thì ông mới làm cho nó chắc chắn. Những cái gì mình đã làm rồi thì những cái gì nó chắc chắn hơn đấy các bác.
hôm nay thì cháu Lực sẽ về nhà là muộn hơn các bác. Chắc là tí về nhà đã phải tầm độ rơi vào tầm 9 giờ, 10 giờ mới về đến nhà. Tại vì là cái đoạn đường trên này đi bộ xa quá. Và hôm nay thì có thêm là vợ chồng của anh phòng nữa, cho nên là đi lên trên thì cũng không có sợ mấy các bác. Xong rồi anh? Xong rồi à. Phải vừa cầm đèn một chút các bác. Ôi, món canh đắng của chú là sôi chưa? Chú Toán, gần sôi à? Còn đây thì là món chính nữa các bác này. Đây thì là hôm nay là gà à, ướp với lại thêm một tí lá rau răm nữa. Đấy, bây giờ thì cũng nấu cơm là xong xuôi hết rồi các bác. Hôm nay thì có vẻ nấu cơm xong là vợ của chú Toán là không ra nữa chú ơi à? Và đây là bát, hai bát ớt thần thánh của bác. Hôm nay thì không thể thiếu được là một tí men, một tí cồn. Hai bát ớt đúng là để mà nói thì nếu mà không có ớt này thì lại không, lại thức ăn không ngon rồi. Không biết là bao giờ mới được đến ngày mà chặt thịt gà trên này anh nhỉ? Ngày mai nữa là được rồi. Ngày mai nữa là được rồi đấy chú nhỉ? Ở đây thì hôm nay là gồm là canh đắng này, thêm là một số món nữa. Thêm là gà nữa cô bác này. Gà này là ông là tự nuôi cô bác nhé. Tự nuôi là hoàn toàn là không có một chút nào cám nào cả. Ông là cứ thả đi gà là đi, cứ đi xuống cái ruộng như là ăn cao cao này. Thỉnh thoảng thì rỉa một tí thóc của ông thôi. Rồi để em phụ bên này nhá. Này là ở đây cũng là cá của ông nuôi cô bác ạ. Chua. Món cá này là cá với măng chua. Ôi, anh nhà phòng ơi, anh chú Toán này, chú điệm điệm cái chân bàn bên kia một tí. Chân bàn bên kia nó hơi bị lung lay chú ạ. Bên này, bên này. Được chưa chú? Gà chắc để đây. Đây còn cái cá nữa. Đấy. Còn đi luôn này. Còn cái gì rồi? Thế mỗi bát thôi nhỉ? Bát là xong rồi. Đấy. Con không? Chết đâu? Đấy, các chú, công chú các bác ngồi ăn cơm đấy. Đấy. Ăn cơm đi. Đây, sang đi, cháu ơi. Vâng, bác ngồi ăn cơm đấy bác. Đấy, hôm nay là có bác thầy cúng là xuống hộ ông là làm một chút tảo lý của bác. Thực đơn hôm nay là toàn là ông cây nhà lá vườn cả của bác ạ. Ôi, anh Phong đi đâu rồi nhỉ anh nhỉ? Chú ơi, cháu xây cơm một tí nhá. Cháu cầm điện thoại. Đây, bác cầm. Cho nó này, để làm to rồi. Chú Toán, dưới trong kia chú Toán, chú uống rượu ấy. Ông chưa gọi à? Nhà có khách. Nhà khách á? Thế là hôm nay là toàn đàn ông là nhiều rồi đấy. Vợ của chú Toán thì vừa rồi chú có nói gì không ấy, bỏ đi về khuôn cơm rồi ấy. Không là giận, không là giận dối là đi về ấy. Đấy, bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin phép là tất cả các ông các bà cô chú anh chị là cùng với lại là đội thợ này với lại thêm là ông nữa, cả thêm là bác các thầy cô cùng với lại là các bác là ăn cơm thôi. Ông thì là chơi rượu luôn à?
Chén này thì là nếu mà như các bác có lên vùng cao đấy thì các bác nhìn cái chén mắt trâu này thì là hầu như là để mà đựng rượu và ít ai đựng nước chè chú nhỉ. Chén này ấy. Chén này thì từ thời lâu lắm rồi. Ông thì nếu mà tửu lượng của ông thì được tầm bao nhiêu chén ông? 5-6 chén rồi à? 5-6 chén liệu có ít của ông không? Đấy, ông thì tiền cẩn thận nhá, rơi đâu ạ? Ông không có cái gì để mà bấm vào đây nữa à? Không có. Ông xem là tìm cái túi nào để mà đựng đi. Vâng. Cái ba lô ôm nổi đâu rồi? Bây giờ mình có tiền rồi, mình người có tiền rồi cho nên là... Ôi, khắc bột một tí chứ ông? Chém đủ chén chứ. Chém đi, đủ chưa? Cũng xin phép các bác là chắc là hôm nay là cháu Lực cũng phải làm một chén ở đây. Chén của chú Toán này. Có 7 người. Anh Phong có chưa? Có rồi, anh có rồi. Anh có rồi à? Của bác, bác có chưa bác? Chưa có. Thiếu một chén nữa. Đây, thiếu một chén à, thiếu hai chén thì cả của ông nữa. Thiếu thêm một chén nữa của ông đấy. Ở đây lại của chú có gì có rồi. Có ai đâu rồi, đủ rồi đấy. Đủ chưa? Xin chào các bác. Thưa bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhá. Đấy cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ cô bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Đun nước uống hàng ngày à? Vâng. Đấy, vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút thì là để cho lực là cho tất cả các bác là cùng xem với các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút ông nhỉ? Vâng. Này không? Uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này các bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này các bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ôi, gà rất là mạnh. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh các bác. Màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại và cháu Lực bán hộ là ông Sò, nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không ông? Các bác các chị từ khi ra lúc này nếu mà uống bình nước và uống mà hàng ngày thôi, các chị ơi liên quan đến thì nhưng mà thiết thì gửi đi cho các chị cấp em các chị rồi nữa rồi không biết nói nhiều. Xin cảm ơn các chị các bác. Cảm ơn. Thank you.